Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Đến buổi học của ngày hôm nay, cô Dung rất vui vì được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ qua một chủ đề mới, đó chính là chủ điểm về gia đình. Các con ơi, gia đình gồm có ông bà, cha mẹ, anh chị và các con nữa nè. Các con nhỏ ở nhà nhớ vâng lời ông bà cha mẹ dạy. Mình có thể giúp đỡ những người lớn bằng những công việc nhỏ nhặt như đặt rau, quét nhà. Các con ơi, Bác Hồ vẫn thường nói tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Cô có một bài hát nói về gia đình, đó là bài hát Ngôi Nhà Của Tôi. Tất cả các con hãy cùng hát với cô Dung nha. Về ngôi nhà của mình tặng cho cô Dung. Bây giờ các con hãy cùng xem với cô Dung nha. Và các con ơi, đây là ngôi nhà cấp 4 được bạn nhỏ vẽ nè. Bạn nhỏ đã vẽ mái nhà bằng một hình tam giác đó các con. Tiếp theo thân nhà thì bạn vẽ hình vuông nè, bạn tô màu vàng. Và cửa ra vào thì bạn vẽ bằng một hình chữ nhật. Hai cửa sổ thì bạn vẽ bằng hai hình vuông. Bạn tô màu xanh đó các con. Ống khói thì bạn vẽ bằng hai đường thẳng song song. Và cái mái thì của bạn cũng vẽ bằng hình tam giác nè. Bạn vẽ rõ rất là nhiều chi tiết. Bạn vẽ thêm cây xanh, hoa lá và ông mặt trời, đám mây để bức tranh mình trở nên đẹp và sinh động hơn đó các con. Và các con ơi, đây là ngôi nhà thứ hai bạn đã vẽ nè. Bạn vẽ ngôi nhà lầu. Thân nhà bạn vẽ bằng hình vuông, mái nhà bạn vẽ bằng hình tam giác, cửa ra vào bạn vẽ bằng hình cong, cửa sổ thì bạn vẽ bằng hình vuông và những nét ngang, nét thẳng. Bạn vẽ rất là nhiều cửa sổ trên và cửa sổ dưới để phân biệt được nhà nhiều tầng đó các con. Và bạn tô màu. Bạn phối hợp màu rất đẹp để làm cho ngôi nhà trở nên đẹp và sinh động hơn. Ngoài ra thì bạn có thể vẽ thêm mây, ông mặt trời, cây xanh và hoa lá để bức tranh trở nên đẹp và sinh động hơn đó các con. Các con ơi, ngôi nhà là nơi có rất là nhiều kỷ niệm. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà đầy tình thương của ông bà và cha mẹ nè, là nơi gắn bó rất là nhiều kỷ niệm. Hôm nay cô Dung sẽ hướng dẫn mình vẽ ngôi nhà của bé. Các con hãy cùng nhìn lên màn hình và xem cô Dung vẽ nha các con. Chuẩn bị vẽ, cô cần có giấy A4, bút sáp màu và bút chì.
Rồi các con ơi, tay phải mình cầm bút nè, tay trái mình dính tờ giấy nè. Trước tiên mình vẽ một đường thẳng dài xuống nè các con. Tiếp theo thì mình vẽ một nét ngang. Và tiếp theo nữa thì mình vẽ một nét thẳng dài song song với đường thẳng thứ nhất nha các con. Tiếp theo thì mình vẽ một nét ngang ở phía trên dài hơn là nét ngang ở phía dưới, để mình làm cái thân nhà nè. Thân nhà các con, mình sẵn để mình làm cái mái nhà luôn. Sau đó thì các con chấm cho cô Dung điểm ở phía trên đây, nhưng mà nó lại ở chính giữa đường thẳng ở phía dưới. Sau đó con nối lại điểm ở trên và điểm ở dưới đây, thành một nét xiên nè con. Và bên đây chúng ta nối lại điểm ở trên và điểm ở dưới thành một nét xiên luôn hết các con. Tiếp theo thì mình vẽ một cái cửa ra vào bằng hai đường thẳng song song. Và tiếp theo là ta nối điểm hai điểm thì lại với nhau thành một nét ngang ra hình chữ nhật đó các con. Tiếp theo con vẽ cửa sổ thì con vẽ một đường thẳng và một đường ngang. Tiếp theo một đường thẳng phía trên và một nét ngang nữa nha con. Ra hình vuông thì chúng ta sẽ được cửa sổ. Và tiếp theo bên tay phải của Dung vẽ một đường thẳng, một nét ngang và một đường thẳng song song với đường thẳng trước. Rồi sau đó chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Chúng ta vào một đường thẳng và một nét ngang, chúng ta làm cửa sổ ra hình vuông nha các con. Tiếp theo thì vẽ cho cô Dung ống khói bằng một đường thẳng. Tiếp theo nữa một đường thẳng là hai đường thẳng song song. Các con nối ở trên phía trên thành một nét ngang dài. Con chấm ở chính giữa phía trên cho cô Dung. Sau đó con nối lại điểm trên và điểm dưới thành một nét xiên. Và hai nét xiên, chúng ta sẽ ra hình tam giác giống như cái mái nhà luôn nha các con. Tiếp theo cô Dung vẽ mái ngói thì cô Dung vẽ bằng những đường cong, nhiều đường cong trên mái nhà nha các con. Thì chúng ta sẽ được ra là mái ngói. Các con ơi, các con hãy vẽ đi nè, nhưng mà nhớ khi vẽ các con ngồi lưng thẳng, đầu hơi cúi, tay phải mình cầm bút và tay trái mình dính tờ giấy, và các con hãy vẽ theo ý thích của mình và tô màu theo ý thích của mình nè. Nhớ khi tô màu đừng để màu lem ra ngoài, tô vào đều tay nha các con. Các con nhớ ở nhà phải thường xuyên luyện tập và nghe lời ông bà cha mẹ để mình xứng đáng là một cháu ngoan Bác Hồ. Cô xin chào tạm biệt và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình. Cô Dung xin chào và tạm biệt các bạn.